Kính chào quý thính giả, đây là Phương Bảo Nghi từ tên Bình Minh. Hôm nay là thứ ba ngày 1 tháng 12, 2015. Sau đây là những tin cần biết. Phương Bảo Nghi xin chào đón một ngày mới tốt đẹp. Một người dân Quảng Ngãi bị giật tàu bắn chết ở Trường Sa. Một người dân Quảng Ngãi đã bị một nhóm người dùng súng AK bắn chết vào hôm thứ Bảy trong khi đang đánh cá tại vùng biển Trường Sa. Tuy nhiên, Tin này chỉ được các tờ báo lề đảng loan tin một cách sơ sài. Theo các nguồn tin thì nạn nhân là ông Trương Đình Bảy, 42 tuổi, khi ấy đang cùng với 15 đồng nghiệp đánh bắt hải sản tại vùng biển gần đảo Đá Nam thì bị một chiếc tàu trung cộng ám sát và sau đó năm tên vũ trang bằng AK lao lên chiếc tàu Việt Nam. Khi ông Bảy tiến đến ngăn trận thì bọn chúng nổ súng bắn chết tại chỗ. Sau khi lũ giặc bỏ chạy thì chiếc tàu đã vội vã quay về bờ. Qua điện đàm, thuyền trưởng Bùi Văn Cu, chủ nhân của chiếc tàu Cá Quảng Ngãi, cho biết thêm là khi vụ sát hại diễn ra thì hầu hết các cư, các ngư dân trên tàu đang lạnh bạch hải sản dưới biển. Trên tàu chỉ có ông Trương Đình Bảy và một người khác. Trong số 15 ngư dân làm việc trên tàu này, có người con trai lớn của ông Bảy, hiện thuyền trưởng Bùi Văn Cu còn giữ bốn vỏ đạn AK và dự trù sẽ về đến xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào ngày mai. Cần nhắc lại là trong mấy năm qua, các tàu bè Trung Cộng ở Biển Đông càng lúc càng hung hăng hơn, với nhiều trăm vụ tấn công, cướp bóc và bắt giết ngư dân Việt ở Hành Sa và Trường Sa. Tuy nhiên, bảo quyền Hà Nội chỉ lên tiếng phản đối lấy lệ sau khi báo chí ồn ào lên tiếng dân oan Trần Văn Sang tuyên bố sẽ tiếp tục tranh đấu sau khi ra tù. Ngay sau khi ra tù và được bạn bè thân nhân đón tiếp nồng hậu, Ông Trần Văn Sàn tuyên bố là sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh chống cướp đoạt, ruộng đất ở làng Dương Nội. Vào cuối tuần qua, ông Sang đã trở về nhà sau khi bạo quyền Hà Nội tuyên án ông 20 tháng tù về tội, gây rối trật tự công cộng. Ông Sang bị công an quận Hà Đông, trận đường bắt cóc vào ngày 26 tháng 3 năm ngoái và bị tra tấn, khiến hai chân ông bị thương nặng, phải chống nạn khi ra hậu tòa. Trong một diễn biến khác thì bà Bùi Thị Diễm Thúy, vợ của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Minh, vừa gửi một lá thư cầu cứu lên mạng. Nội dung kêu gọi dư luận trong và ngoài nước trợ giúp cho hoàn cảnh khó khăn của gia đình vì bị bạo quyền tỉnh Đồng Tháp tru dập. Bà Thúy cho biết là chồng mình một tín đồ hòa hảo, anh trai trường, đang bị công an trại giam An Phước, thuộc tỉnh Bình Dương bỏ đói nhiều ngày sau khi thất bại trong việc ép buộc ông Minh phải ăn mạnh. Trong thư, bà Thúy cũng cho biết hoàn cảnh của bà rất khó khăn, với hai đứa con nhỏ dại và mẹ già đau yếu trì miên, nhưng không thể đi làm kiếm tiền vì bạo quyền địa phương quyết tâm trù dập. Chính vì thế, bà Thúy cầu xin những người hảo tâm trợ giúp cho gia đình bà vượt qua cơn khốn khó hiện nay. Số điện thoại để liên lạc với bà Thúy là 016 9488 2200 Và địa chỉ là 277 ấp Phước Hòa, xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang Thêm một thanh niên treo cổ tự tử trong đồn công an Tình trạng tử vong trong các đồn công an ở Việt Nam vẫn tiếp tục diễn ra với cái chết mới nhất của anh Mai Công Đô, 26 tuổi tại đà, tại đồn công an huyện Cẩm Gia, tỉnh Hải Dương. Theo lời kể của gia đình thì anh Mai Công Đô bị công an bắt giải về đồn vào ngày 24 tháng 11 vừa qua. Vì tình nghi buôn bán ma túy. Hai ngày sau đó khi gia đình đến nơi giam giữ để tiếp tế thức ăn thì anh Đô vẫn còn khỏe mạnh và vui tươi nhưng qua ngày hôm sau thì công an thông báo là Ando qua đời tại bệnh viện Hải Dương sau khi được phát giác là treo cổ tự tử ở trong Đồn. công an huyện Cẩm Giang sau đó đã tự ý mổ thi thể để giảo nghiệp mà không có sự hiện diện của thân nhân sau đó công an ép buộc gia đình ký vào chứng thư xác nhận là Ando treo cổ tự tử đây là trường hợp tử vong thứ tư trong vòng 2 tháng qua mà dư luận tin rằng các nạn nhân đã bị công an tra tấn đến chết trong phòng giam. Nước Đức sẽ gửi 1.200 quân San Saria để chiến đấu bên cạnh quân Pháp. Quân đội Đức sẽ gửi 1.200 binh sĩ San Saria để trợ giúp quân Pháp tấn công phiến quân nhà nước Hồi giáo. Đây cũng là cuộc gửi quân tham chiến lớn nhất ở hải ngoại của nước Đức sau Thế chiến thứ hai. Theo nhận định của Bộ Tư lệnh Đức thì lực lượng 1.200 binh sĩ này có đủ khả năng để bảo vệ các căn cứ không quân và hải quân của quân Pháp đang tham chiến ở Syria. Trong cuộc phỏng vấn báo chí vào hôm qua, một tướng lãnh cao cấp Đức cho biết là ngoài bố binh sĩ nói trên, nước Đức sẽ điều động một tuần dương hạm đến bảo vệ hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle của Pháp ở địa trung hải cùng với bốn chiến đấu cơ và các máy bay tuần thám. Cần nói thêm là kế hoạch này cần phải được Quốc hội Đức thông qua. Tuy nhiên, sau các vụ khủng bố ở Paris, chính phủ Đức đã chấp nhận trên nguyên tắc về lời yêu cầu hỗ trợ chống quân khủng bố IS của chính phủ Pháp trong khi đó thì vào cuối tuần qua lực lượng đồng minh chống IS đã phát giác ra một hố trôn tập thể các nạn nhân bị IS hành hình ở miền bắc Iraq đây là hố trôn thứ sáu được tìm thấy với hàng trăm thi hài sách dân Yazidis theo thiên chúa giáo sinh sống tại tỉnh Sinjar bị quân IS tấn chiếm vào tháng 8 năm ngoái Nga tiếp tục trả đũa Thổ Nhĩ Kỳ về vụ bắn rơi chiến đấu, chiến đấu cơ. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký nhiều xác lệnh cấm vận kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nhằm trả đũa nước này về vụ bắn rơi một chiến đấu cơ Nga vào thứ ba tuần trước. Trong số các xác lệnh vừa ban hành có lệnh cấm các công ty Nga tuyển dụng công dân Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cũng cấm nhập cảm một số loại hàng hóa của nước này. Ngoài ra, ông Putin cũng ra lệnh đình chỉ mọi chuyến bay của các hãng hàng không Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, các xác lệnh này chỉ có hiệu lực vào đầu năm tới và cũng không nói rõ là sẽ kéo dài bao lâu. Trong khi đó, thì vào hôm qua, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ làm báo là thi hài một viên phi công của chiếc máy bay xấu số đã được đưa về Thổ và sẽ chuyển giao cho nước Nga vào hôm nay. Đây là viên phi công bị cắt tay súng dưới nước, dưới đất, bắn chết sau khi thoát ra khỏi chiếc máy bay. Viên phi công thứ nhì đã được quân Nga giải cứu bằng trực thanh, nhưng một binh sĩ Nga cũng tự trận trong cuộc giải cứu này. Đó là những tin đáng chú ý trong ngày. Phương Bảo Nghi hẹn gặp lại quý vị thính giả tin bình minh vào ngày mai. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ có một ngày thật vui vẻ và bình an.